xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Seamon News Today và blog thắng com Trong cái video này, tháng xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số cái tin tức cập nhật về tình hình token môn Thì trước khi vào đi vào nội dung chi tiết, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu cô chú anh chị và các bạn chưa từng biết tới môn và mới chỉ nghe loáng thoáng đâu đó ở trên YouTube, các cái youtuber đã nói về môn ở nước ngoài cũng như là Việt Nam thì chúng ta hãy cân nhắc thật kỹ, nghiên cứu thật kỹ trước khi chúng ta quyết định đầu tư vào token này. À, cái thông tin cô chú anh chị có thể tìm hiểu ở trên Internet, trên kênh Youtube của Thắng cũng như là blog Nguyễn Nam com Thì ngay sau đây là một phần nội dung thông tin chi tiết. Đầu tiên là về cái quá trình đốt token. Thì trong vòng 24 giờ qua đã có khoảng gần 23 triệu token mã thông báo đã được đốt. Đó, một con số đã tăng hơn so với những ngày trước. Và ở đây chúng ta có thể thấy là rất nhiều các cái giao dịch đã được thực hiện trong ngày Có cả mua, có cả bán Thì theo như tháng quan sát thì sẽ thấy rằng là cái lượng mua nó nhiều hơn lượng bán một chút Cho nên là giá vẫn đang giữ ở cái mức độ sideways Tất nhiên là thị trường nó đang có xu hướng đi lên nhưng mà theo tháng nghĩ nó chỉ là tạm thời thôi Có thể nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh nhẹ nữa Trước khi nó mới có thể bao bách trở lại Còn chúng ta chỉ kỳ vọng là cái giá xếp moon nó làm sao nó không thể nó đừng xuống sâu quá nữa và nó sẽ tạo thêm các cái khung đi ngang ở đây một thời gian ngắn để cho nó nhận cái đáy là 0.0009 thì nó mới có cái đà để nó bật lên trên cái đường vàng 0.001154 và nó mới bắt đầu có cái xuống đi lên thì tất nhiên rồi một cái thông tin phân tích kỹ thuật nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi nếu như mà cái holder á, họ bán nhiều quá thì giá nó sẽ bị giảm dù có cái cơ chế nào đi chăng nữa nó chỉ đỡ một cái phần nào đấy mà thôi. Hy vọng là sẽ Moon tim họ sẽ có cái thông tin đưa ra kịp thời để làm sao làm cho cái niềm tin của nhà đầu tư nó ngày càng cao hơn. Và để cập nhật cái thông tin hiện tại thì sẽ Moon á là hiện tại đang có 638.985 cái ví địa chỉ đang nắm giữ cái token SFM Tức là có khoảng tầm uh, gần 400.000 người vẫn đang giữ cái xếp môn V1. Cho nên là uh, mặc dù chúng ta tính là chúng ta có hơn một triệu holder. Thế nhưng mà xếp Moon V2 hiện tại mới chỉ có khoảng hơn 600.000 cái ví lưu trữ mà thôi. Đó. Thì cái thông tin tiếp theo về xếp Moon. Xoay quanh cái câu chuyện mà ngày hôm nay. Xếp uh, Moon uh, Official Tweet. Twitter đó chính là về cái việc là nó có một cái hình ảnh cái hình ảnh này á thì nó là cái giao diện của cái việc KYC YC ở đây nó ghi rất rõ là hãy hoàn tất xác thực KYC thì đang ở bước gọi là bước địa chỉ này nó sẽ có bốn bước này mình sẽ thấy nó thứ nhất là cái bước thông tin cá nhân này thứ hai là bước địa chỉ thứ ba là bước document document này thường thường nó là cái bước gọi là chúng ta cập nhật hai mặt chứng minh thư hai mặt bằng lái xe hoặc đại loại là giấy tờ tùy thân và bước thứ tư là verify cái bước này thì là nó sẽ xác thực bằng bằng con người thường 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 là chúng ta sau khi chúng ta tạo cái tài khoản Binance tạo cái tài khoản get io đó, những cái sản tập trung đó thì chúng ta cũng đến cái bước verify này chúng ta phải chờ đợi nó khoảng tầm nửa ngày Có những người họ may mắn thì vài tiếng Có những người họ không may họ có thể phải đợi cả một ngày cơ Thì họ mới xác thực xong thì đây là một cái giao diện KYC được đăng bởi SafeMoon Cho nên là rất có khả năng là SafeMoon sẽ ra mắt cái tính năng KYC này sớm trong tương lai Thì cũng có thể nó được hỗ trợ bởi cái token Docs mà Thắng có làm cái video ngày hôm qua nói về cái vấn đề KYC Mà Docs nó gọi là KYD, KYC Docs là như vậy Thì um, cái tính năng KYC này nó sẽ có hai cái tác dụng Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc À, phát hành ra cái thẻ Seemun Card mà Seemun đã hợp tác với Mastercard. Giống như chúng ta muốn mở cái thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ ở ngân hàng ấy, thẻ Visa hay Master ấy, thì chắc chắn là chúng ta phải có cái tài khoản ngân hàng. Thì cái tài khoản ngân hàng đó là chúng ta đã có sẵn rồi. Thì chắc chắn là để có cái tài khoản ngân hàng đó thì chúng ta phải có cái giấy tờ tùy thân. Có hai cách làm với ngân hàng, một là chúng ta ra trực tiếp ngân hàng, chúng ta cung cấp thông tin, giấy tờ Hai là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng của ngân hàng về và chúng ta làm xác thực online. Thì dù thế nào chúng ta vẫn phải cung cấp thông tin. Thì để mà có cái Moon Mastercard thì chắc chắn đầu tiên phải có cái một cái đơn vị trung gian để nó phân phối và nó kết nối giữa Mastercard với cái token Moon Và đó không ai khác chính là cái sàn exchange thì cái giả thuyết thứ hai đó chính là cái KYC này nó thực sự sử dụng cho cái exchange là cao hơn thì à, tại sao là như vậy thì thắng sẽ thấy một cái thông tin như sau là khi cô chú anh chị và các bạn gõ cái SFM exchange tức là exchange com á mình sẽ copy vào trên cái cái thanh tìm thanh tìm kiếm ở trên internet là mình gõ một cái là nó sẽ chuyển ngay lập tức về cái trang môn com và đó thì kéo xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy nó ghi là CSM Exchange là coming soon tức là sắp tới thì cái giả thiết này nó có vẻ hợp lý hơn đó chính là sàn tập trung Moon sắp chuẩn bị ra mắt trong tháng 3 hoặc là đầu tháng 4 này. Đây là cái thông tin mà thắng uh, nghĩ là nó sẽ xảy ra dạ rất là nhanh thôi trong uh, tương lai. Um... Và đây là những cái thông tin về kyc á Thì ở trên cái Discord Trên cái Discord Nó sẽ có những cái câu hỏi như thế này Là cái câu hỏi đầu tiên này Là khi cái sự chờ đợi ra mắt cái sàn exchange ấy, Nó sẽ ra mắt ở cái thời điểm nào đó Đấy, Thì liệu nó sẽ ra mắt cái bản beta Để test Hay là nó sẽ ra cái bản chính thức với đầy đủ chức năng Đó Thì Crypto John Karim trả lời là còn tùy. Thì nó cái này là do bên SEMUN team họ sẽ bàn bạc với nhau. Thì có thể họ sẽ ra cái bản gọi là exchange gọi là bản beta testing. Tức là nó sẽ tung ra một cái bản thử nghiệm để cho cô chú anh chị các bạn vào đó, các cô chú anh chị các bạn sẽ được nhận những cái đồng token SEMUN ảo. Thì chúng ta có thể tập làm giao dịch rồi tập mua bán nó giống như trên Binance hay trên các cái sàn khác thôi. Đó thì để nó có cái lỗi gì không Nếu mà lỗi nó có thì nó sẽ nhận được cái phản hồi và xem môn chim họ sẽ sửa chữa Ở cái cách thứ hai ấy, là nó nhanh nhất Nó theo cái triết lý gọi là tinh gọn Tức là nó cứ ra mắt cái bản chính đã Rồi sau đó là mọi người cứ vào dùng Lỗi đâu thì hỏng đó, sai thì sửa, mà chữa thì đẻ thì Cái này nó tùy thuộc vào cái cái quan điểm của của Sếp Môn Team Thì Thắng không phải là một thành viên của Sếp Môn cho nên thằng không thể viết được họ như thế nào Nhưng tất nhiên dù thế nào đi chăng nữa chắc chắn là phải ra cái exchange Và nếu mà nó không ra được cái exchange này luôn á Thì rất có khả năng là cái niềm tin vào sẽ môn sẽ không còn cao nữa Và cái lượng xả sẽ còn xảy ra trong tương lai đó à, Cập nhật một chút về một cái thông tin phát Đó chính là có một bạn bạn ấy cũng hỏi trên sệ môn discord ấy là cả sếp Moon và Bitmart đều có cái kế hoạch cập nhật vào ngày 22 tháng 3 tôi đoán là Bitmart nó sẽ thay tên thành sếp Exchange có phải không bởi vì đây là lý do mà John đã cứu cái cái, cái sàn này khỏi cái cái hôm trước bị hack đó. thì Mr. đỏ trở lời là không đó. Bitmart sẽ vẫn là Bitmart còn Exchange sẽ của sếp Moon sẽ vẫn là một cái sản phẩm riêng và nó không có liên quan gì đến nhau cho anh chị nha rồi Cũng một cái câu hỏi dành cho Mr. Dow Đó là về cái môn Scott là Chúng tôi đang hy vọng Tôi đang hy vọng là có cái môn Scott Hy vọng là nó đang đúng cái quy trình Mr. Dow mới trả lời no need to hop Tức là bạn không cần phải hy vọng đâu Điều đó nó đang diễn ra rồi Và nó chỉ cần đợi ngày ra mắt mà thôi Đó là hai cái tiêu điểm trong cái môn đợt này Theo thắng nghĩ nó rất là quan trọng Thứ nhất là sẽ ra được exchange càng sớm càng tốt để lấy lại cái niềm tin với holder và thứ hai là phát triển cái point of sale cái POS ở các cái địa điểm châu Âu để ra khi ra mắt cái set moon mastercard là cái vị cái thẻ set này nó được sử dụng rộng rãi ở các cái điểm bán hàng và sử dụng được ngay chứ không thể nào mà ra mắt xong bắt đầu là ra thẻ trước xong rồi ra điểm bán hàng sau Luôn lúc là không có sử dụng được thì người ta cầm cái thẻ về người ta chỉ có để chặn giấy thôi. Thì cái điều đó là, 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 cái điều này là không nên. Thì theo quan điểm của tháng là nên tạo ra các cái điểm bán hàng trước. Sau đó là là mới làm ra cái Mastercard. Còn bây giờ cái câu hỏi câu chuyện đặt ra đó chính là làm sao ra exchange đi càng sớm càng, càng tốt. Đó, câu chuyện là như vậy. Và qua một chút về cái tổng cung đó chính là 777,28 tỷ uh, token môn của chúng ta hiện đang có và cái khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1.7 triệu đô la, một số tăng hơn một chút so với uh, ngày hôm qua. Uh, thì đó là những cái thông tin cập nhật nhanh về uh, token môn của chúng ta trong ngày 19 tháng 3 này. Uh, cô chú anh chị các bạn nếu như thấy có những thông tin cập nhật nào khác nữa. Thì có thể comment ở phần bình luận để chia sẻ thông tin tới Thắng và tất cả những uh, Subscriber trên channel của Thắng Và nếu cô chú anh chị các bạn yêu thích cái video này của Thắng có thể like share Hoặc là subscribe kênh YouTube thì Thắng thấy có rất nhiều view à, Nhưng mà chúng ta Quên mất chưa sắp Thì chúng ta nếu mà chưa ai sắp Cái Channel của Thắng thì hãy subscribe kênh channel của Thắng để uh, Cái thật toán YouTube chia sẻ cái video của Thắng tới với nhiều người hơn Với mục đích thông tin chia sẻ và cùng nhau chúng ta sẽ hầu cái token CMO này đến cái thành công của nó mà dù cho có thể là nó mất nhiều thời gian hơn là dự kiến nhưng ít nhất chúng ta vẫn có cái niềm tin và chúng ta cùng nhau. Rồi thì nếu như cô chú anh chị các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin khác ngoài là về tự do tài chính, về kinh doanh online, về học tiếng Anh hoặc như là chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm về mua sắm những cái sản phẩm chất lượng tốt online để tránh mua phải những cái sản phẩm không tốt, sản phẩm nhái, sản phẩm giả. Thì chúng ta hãy ghé qua cái đường liên kết kinh nghiệm mua sắm của tháng để chúng ta nhận được nhiều hơn những cái giá trị như vậy. Rồi thì video đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc cô chú anh chị và các bạn mạnh khỏe, may mắn và bình an. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào.